Xin mến chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Nghĩa Nguyễn TV. Trong video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ ghép 3 hình ảnh với nhau chung một cái khung hình trên ứng dụng CapCut. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ khởi động ứng dụng CapCut lên. Sau đó thì các bạn bấm vào dự án mới. Tại đây các bạn bấm vào kho video và các bạn sẽ chọn cái nền màu đen giống như thế này, các bạn bấm thêm. Tiếp tục thì các bạn sẽ kéo cái thanh công cụ ở phía dưới. Các bạn kéo đến cái phần tỷ lệ ở đây, các bạn bấm vào để chúng ta thay đổi cái tỷ lệ khung hình, thì mình sẽ sử dụng tỷ lệ khung hình 96, sau đó mình click vào OK. Tiếp tục các bạn sẽ bấm vào cái nền màu đen và sau đó thì các bạn sẽ kéo dài cái thời gian đoạn video mà các bạn mong muốn làm. OK, khoảng 13 giây. Tiếp tục thì bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái hình ảnh vào trong cái khung video màu đen này. Thì các bạn sẽ kéo cái thanh công cụ ở phía dưới, chúng ta vào phần lớp phủ ở đây, các bạn bấm vào tiếp tục thêm lớp phủ. Và bây giờ thì các bạn sẽ thêm những cái hình ảnh mà các bạn mong muốn để chúng ta đưa vào thôi. OK, mình sẽ có cái hình ảnh đầu tiên như thế này. Thì bây giờ mình sẽ xử lý đối với cái hình ảnh này. Thì mình sẽ kéo thanh công cụ ở phía dưới, các bạn vào phần chỉnh sửa ở đây, sau đó các bạn bấm cắt. Mình sẽ sử dụng cái tỷ lệ khung hình 16:9, tức là khung hình nằm ngang như thế này. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh. Sau khi phù hợp rồi thì các bạn sẽ click vào OK. Và bây giờ thì các bạn sẽ dùng hai cái ngón tay của chúng ta kéo cái khung hình lớn ra một xíu, rồi các bạn sẽ di chuyển đến một cái vị trí hợp lý. Mình sẽ di chuyển tấm hình lên đây. Tiếp tục thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra và các bạn cũng sẽ thêm cái tấm hình thứ hai vào. Thì chúng ta tiếp tục bấm vào thêm lớp phủ và chúng ta sẽ lựa chọn cái tấm hình thứ hai để chúng ta đưa vào thôi. OK, thì mình sẽ lựa chọn một cái tấm hình này. Tiếp tục thì đây là một tấm hình ở tỷ lệ 16:9 rồi, cho nên mình không thay đổi. Mình sẽ dùng hai cái ngón tay để mình kéo tấm hình này ra một xíu như thế này. Tiếp tục bây giờ mình sẽ thêm cái tấm hình thứ ba vào, thì mình bấm vào thêm lớp phủ và sau đó thì mình sẽ đưa cái tấm hình thứ ba vào. OK, đối với tấm hình thứ ba này mình sẽ chuyển sang cái tỷ lệ khung hình 16:9, thì các bạn kéo cái thanh công cụ ở phía dưới, các bạn vào phần chỉnh sửa ở đây, các bạn bấm vào tiếp tục, các bạn bấm vào cắt và các bạn sử dụng cái tỷ lệ khung hình 16:9, các bạn sẽ điều chỉnh cảm thấy hợp lý rồi chúng ta click vào OK và các bạn sẽ di chuyển cái hình thứ ba này xuống và chúng ta có thể phóng to ra và chúng ta đặt ở một cái vị trí hợp lý. Sau khi các bạn đã tinh chỉnh sự cân đối cho ba bức hình xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào từng tấm ảnh và sau đó thì các bạn sẽ kéo dài thời gian ra bằng với thời lượng video mà các bạn mong muốn tạo. Đối với tấm ảnh thứ hai thì chúng ta cũng sẽ kéo dài ra. Tấm ảnh thứ ba thì cũng tương tự như vậy. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn xuống thanh công cụ ở phía dưới, chúng ta có từ thêm lớp phủ ở đây, các bạn sẽ bấm vào. Và tại đây thì các bạn sẽ thêm một cái hình ảnh có hiệu ứng giấy rách, thì các bạn có thể tải ở trong phần mô tả mình đã đính kèm để các bạn sử dụng. OK, mình sẽ thêm vào. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn xuống thanh công cụ phía dưới, chúng ta có cái chữ hòa trộn ở đây, các bạn sẽ bấm vào, các bạn chọn công cụ bộ lọc rồi chúng ta click vào OK. Thì trên khung hình các bạn sẽ dùng hai cái ngón tay để chúng ta điều chỉnh cái khung này làm sao cho cái hiệu ứng của cái khung này che lấp đi cái ranh giới giữa các bức ảnh với nhau. Và sau đó thì các bạn sẽ kéo dài cái thời gian của cái hiệu ứng khung giấy rách này ra bằng với thời lượng của video. Và bước cuối cùng thì các bạn cũng có thể hoàn toàn chèn thêm những cái hiệu ứng vào trong khung video này để chúng ta trang trí cho khung video chúng ta trở nên đẹp mắt hơn. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở ra, các bạn kéo thanh công cụ ở phía dưới, chúng ta vào phần hiệu ứng, các bạn bấm vào, các bạn chọn hiệu ứng video. Thì các bạn sẽ vào cái hiệu ứng lens ở đây và sau đó các bạn chọn cái hiệu ứng viền mờ dần, các bạn click vào OK. Tiếp tục thì các bạn sẽ nhìn xuống thanh công cụ phía dưới, chúng ta có cái chữ vật thể ở đây, các bạn sẽ bấm vào, các bạn chọn tất cả video để chúng ta áp dụng cho toàn bộ video và các bạn cũng sẽ kéo dài cái thời gian của hiệu ứng này ra bằng với thời lượng của video. Tiếp tục thì chúng ta sẽ bấm vào cái hiệu ứng video ở thanh công cụ phía dưới để chúng ta thêm một cái hiệu ứng khác vào. Thì các bạn sẽ kéo cái thanh công cụ vào phần hiệu ứng cổ điển.
Trong hiệu ứng cổ điển này các bạn sẽ chọn một cái hiệu ứng tên là nhiễu 2. Các bạn click vào OK. Tiếp tục chúng ta sẽ nhìn xuống thanh công cụ, chúng ta có cái phần tùy chỉnh ở đây, các bạn sẽ bấm vào. Sau đó các bạn đưa tốc độ về 0. Và các bạn kéo cái thanh công cụ qua, chúng ta thấy cái chữ vật thể ở đây, các bạn sẽ bấm vào. Các bạn chọn tất cả video để chúng ta áp dụng cho toàn bộ video. Và các bạn cũng sẽ kéo dài thời gian của hiệu ứng này ra bằng với thời lượng của video. Như vậy là xong. OK, và chúng ta sẽ xem lại cái thành quả của chúng ta tạo ra từ nãy giờ. Như vậy thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ ghép 3 hình ảnh lại với nhau chung một cái khung hình, thật là đơn giản phải không các bạn? Và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký và mở chuông thông báo để nhận thêm những video tiếp theo của mình. Mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.